ra. Ủa sao cái con này nhìn lạ quá vậy? Mà... Ui cái gì vậy? What the fuck? Nhanh quá! Nhanh quá! Ui dồi ôi! Yo, welcome back và chào mừng đến với Poppy Playtime Chapter 3. Và nếu như các bạn có thắc mắc là tại sao tôi chưa có làm video về Chapter 1 với Chapter 2 của cái tựa game này thì... Nhưng mà cái thời điểm đó là em chưa có làm YouTube quý vị ơi. Do là cũng có nhiều bạn kêu tôi chơi Poppy Playtime quá, nên là clip này tôi sẽ chơi chapter 3 luôn nha quý vị. Qua một năm rồi tôi không có nhớ mẹ gì vậy cũng chuyện quý vị ơi. Có tiếng gõ cửa. Who is this? Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Help us! Sleep! 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 Và con mèo đó đang khạc cái gì đó ra. Mấy con này hết phải khí cười rồi. Con mèo đó khạc nó cái khí gì, mấy con này cười quá trời cười. Ừ, tôi vừa bị quăng xuống đây à. Tôi đang bị ép lại quý vị ơi. Cái con mèo đó nó quăng tôi xuống đây. Rồi đu lên như Spider-Man luôn. Ý, gì đây? Nhảy qua này hả? Alright, đang đưa tôi đi lên đâu à? Rồi xong luôn, nó đưa tôi lên thiên đàng. Bắt cua là nghề của chàng. Nhìn nè, làm phát qua luôn. Một, hai, ba. Sao tôi nhảy đi kịp? Rồi, ok, ta qua được rồi. The hell. Như đi bên đây, đi bên đây. Ui, tôi vào một căn phòng nào đó. Phẹt. Sao sau đó mình ịnh cái tay xanh dương vào là xong. Ấn vào đây hả? Bubba Bubba Fan. Nó kêu là nó nhớ em quá vậy? Mà em mới lần đầu tiên gặp nó mà. Mày im mồm đi. Tôi có năng lượng quá gì ơi. Bàn tay điện lực. Ấn vô đây nè. Phẹt. I know you're probably mad at Poppy for not letting you escape, but she needs you. She needs me. Kệ mẹ bay. Chào Oli nha. Bà mẹ sao tôi nhảy không được ta. Hello. Chân của em không hoạt động quá gì ơi. Gì đây? Ngăn chặn không cho chúng ta vào á. Nhảy qua luôn. Nhảy qua luôn. Nhảy. Nhảy. Mình đi vòng qua bên đây. Rồi nó muốn tôi cấp điện hay gì nữa nè. Ẩn vô đây. Mở rồi ha. Qua được chưa? Ok. Nữa hả? Bấm nữa hả? Mày muốn nói gì với tao? Chicken. Wanna go outside and hang out? Chơi mày làm gì quen biết gì đâu mà đi chơi. Mà tôi là đừng nói nữa. Bấm vô cái nè. Con phần 1 đây mà. Sao bị đứt đầu rồi? Tôi đang đi vào một quả cầu khổng lồ quá gì ơi. Ôi trôi qua không thấy gì hết. The freak is this? Oh wow. Đây rồi, nó bảo mình vào đây quá gì ơi. Chìa khóa khu sản xuất khí. So, you got the key. Now okay. The question you're probably asking yourself is, where does it go? Lên đây à? Như cái cửa này nè. Khu sản xuất khí ga. Khí cười. Hít cái khí đó vô là cười. Nó bảo là mình làm sao đó cho cái khí ga màu đỏ ở bên phải đi qua bên trái nha quý vị. Chúng ta cần cấp cho nó một cục nguồn ngay đây nè. Là cục nguồn nó có thể nằm đâu đó trong cái nhà máy này. Tôi muốn nói chuyện với con mèo này thử coi nó nói gì coi. Mà không muốn nói gì với tao à? Má game này nó nặng quá, nó làm cho máy tôi khóc thét quá gì ơi. Sẽ có vài đoạn mà tôi chơi nó hơi bị lát lát chật chật, quý vị thông cảm cho em nha. Rồi chúng ta có cục nguồn rồi. Dòng lại nhét vô trong kia. Đổi tay thật dễ dàng. Ồ, thiết bị mới hả? Cái này á. No! Tôi nghe bảo hồi nãy nó kêu cái tay này bay được. Bay kiểu gì? Bay kiểu gì? Ui! No! Bay được! Là mình dùng cái bàn tay để mình nhảy lên những cái vật thể cao hơn. Lấy điện nè, chọt cái bàn tay vô đây. Như Lai thần trưởng. Xoài! Cấp cho nó được hai sợi dây điện rồi nè. Tôi di chuyển nó được chưa ta? Nó chuyển qua cái bình ở giữa rồi nè. Rồi!
cúp điện rồi. Rồi nó bắt em vòng lại quý vị ơi. Ui xồi, cúp hết điện rồi. Ra có một cái chìa khóa mới rồi, chìa khóa gì đây? Home Sweet Home. Thì em thấy ở đây nó có khoảng chừng đâu đó là 5 căn nhà. Home Sweet Home là cái chìa khóa mình đang cầm nè. Let's go. Tôi xuống dưới rồi quý vị ơi, tôi vô căn nhà rồi. Đi đâu đây? Ê, đi vô đây ổn mà. Tại vì nó kêu con nhỏ con bé Oli nó kêu mình đi xuống đây mà. Rồi bị gì rồi? Có điều gì đó chẳng lành. Nope. Hình như mấy cái cửa này để chân ba ơi. Có tiếng điện thoại bên đây quý vị ơi. Nhanh như nào? You need to run. Sao tôi phải chạy? Nó mới từ hướng này đi qua hả? Ủa? Cái này đừng cột mà. Cứ quẹo phải cho em nha quý vị. Đập cái gì? Đập cái... Đi thẳng quẹo phải, thấy con mèo điên quẹo lại. Nó nhìn tôi kìa quý vị. Nhìn em bằng ánh mắt chiều mến kìa, nó còn cười nữa kìa. Con này lúc nào cũng hạ miệng nha ta, nó không thấy mỏi mờ mà. Không mấy mày tiến tới mày hù tao luôn đi. Sao à? Nó dịch chuyển tức thời ba ơi. Get up. Get up. Nó đứng đó hả ta? Vậy con nên qua không? Get up. Mày im mồm đi. Get up hoài. Tao có ngủ đâu. Ồ, tôi nghe tiếng trẻ em. Này giống kiểu phòng thí nghiệm hả ta? Đập tay. Một cái tay tôi có thể làm. Chết. Giờ mới để ý cái tay tôi đâu rồi ta? Nãy giờ mất cái tay à? Đúng à. Gắn đĩa vô nè. For lunch or watch our children play and learn to their little hearts. Cái phòng bị đóng cửa lại chết. Smile at you from a shadow. Ủa sao cái con này nhìn lạ quá vậy? 10 seconds later. Welcome home. Chào mừng về nhà. Ui cái gì vậy? Ôi trời ơi chết. Ui nó tiến hóa gì rồi quý vị ơi. What the fuck? Nhanh quá. Ui dồi ôi. Tôi chạy lùi nên tôi chạy không kịp. Đồ ngu. Đúng rồi, hồi nãy tôi mở cái cửa này ra gì nè. Ở giữa nhà nó có một cái làn khói màu đỏ quý vị ơi. Hay là tôi phải làm gì đó? Khí cười. Bruh. Mặt nạ hả? Ấn ép để đeo mặt nạ. Hay quá ta. Vậy là tôi biết rồi. Rồi ok. Đông rồi nè. Rồi chúng ta đi qua đây được rồi quý vị ơi. Bên đây đây. Lên đây á. Mày qua đây với tao. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhảy lên. Có cái chỗ nào nó bám chưa hả? Rồi vậy mình lấy thêm cục nữa. 2000 years later. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, thì nếu như quý vị và các bạn không biết làm sao để chúng ta đi lên đây, thì ở đây nó có một cây nút nằm ẩn ở dưới đây, quý vị thấy gì chưa? Tuyệt vời. Lên được rồi. Nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó đi. Tuyệt gì vậy? Nó tới nữa rồi. Chào bớt đi. Con này tên Kixi á quý vị. Phần 2 nó có giúp mình mở cửa lần á. Ok, mình sẽ đi tiếp qua bên đây. Giờ mình gặp con này. Nó đứng im quý vị. Không, nó không đứng im nha. Nó có di chuyển nha. Hết di chuyển liền mà định hù ai? Mày định hù ai? Thôi mình đi tiếp bây giờ. A few moments later. Cục công tắc bí mật ư? Sao? Có cái gì? Một cái thang máy. Lên đây à? Đi chung được không? Ké nha. Listen. Con búp bê thấy gớm quá, như con búp bê Annabelle. Mở cái nút này à?
cấp điện lại rồi. Sáng lại rồi. Cảm ơn mọi người nha. Tao biết rồi. Bây giờ nó cho mình cái chìa khóa để đi vào trường học. Ai sẽ là học sinh của thầy ma nào? Mở cửa ra nào. Ok, vào trường học rồi nha quý vị. Trường học này chắc không có trẻ em nào dám học đâu. Mày nhìn đi, thấy ghê quá. Cái gì? Ai vậy? Cái bà nãy hả? Cái bà tên gì hồi nãy mới đọc trên đài phát thanh hả? Catnap wouldn't like that you're here. You should leave for your own safety. Không phải bảo anh mà đã sợ thì anh đã không đứng ở đây ngay từ đầu rồi, hiểu không? Rồi, ok. Nữa hả? Kiếm cục pin đắp vô đây nè hả? Rồi, giờ tôi đi xuống hả? Con mắm hồi nãy nữa kìa. Tôi không biết con mắm nó có nguy hiểm hay không, nhưng mà thôi, chúng ta hạn chế tiếp xúc với con này. 5 minutes later. Bye bye cô nha. Trời ơi. Bóp đít cái nè. Rồi đi luôn, đi luôn. Rồi, an toàn rồi. Ngoài thương ghê. Bóp nè. Hư nè. Hư nè. Chỉ ai nè. Nó đi vô tới đây luôn hả? Thôi cô ơi. Tha em cô ơi. Mẹ ơi. Kẹt rồi. Quỷ này khốn nạn. Chết tôi rồi. Mày đứng ở đó cho tao. Trời ơi. Trời ơi, bà đá ghế kìa. Trời ơi, dễ thương quá à. Bóp vui. Cô đang phá hoại tài sản chung của nhà trường nha cô. Em là em báo thầy hiệu trưởng nha cô. Ừ cô ơi. Bình tĩnh. Đâu còn có đó, thịt chó còn có muối tiêu. Hai nguồn điện hả? Tôi quên, trời ơi. À, không được, không kịp. Ui, rồi, đây rồi. Ok. Rồi, mở cửa được rồi. Tiếp, keep moving. Vừa đi vừa lùi thôi. Bình tĩnh, calm down. Tôi làm được, quý vị ơi, yên tâm. Con này không làm được gì em đâu. Rồi, tôi lấy lại cái cục cũ nha quý vị. Má cục này căng thẳng quá đi. Mày qua đây. Tạo gián hả? Mày đít bự hả? Bóp đít cái nè. Rồi ok. Tôi qua được chỗ mới rồi. Mệt quá cô ơi. Cô đừng giằng em nữa. Thôi nào. Người đẹp mà chơi tính. Cái nết không có đẹp gì hết trơn à. Rồi ok quý vị ơi. Bây giờ mình phải dẫn dụ nó vòng lại đây một tí. Quay đầu nè. Quay đầu là bờ. Ai ngờ là mũ phù thủy. Rồi ok. Tôi nghĩ là phải cắt này. Oh, vẫn chưa đủ an toàn. Tiếp. Rồi ok, an toàn rồi đó. Mẹ thiệt sự. Rồi. Hết xong. Bye cô nha. Bye bye cô. Ôi. Sao bà vẫn dí vậy? Chết mẹ rồi. Bà vẫn dí. Chạy tiếp. Bà qua đây. Đóng cửa lại. Chết mẹ đi. Ngon mẹ ăn tao đưa đi. Bấm đít chậm. Ok.
Yeah, và hẹn gặp lại quý vị ở tập tới nha. Thì mình sẽ tiếp tục đi tiếp và coi coi ở đây có gì. Còn bây giờ thì hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng chờ đón tập 2 nhé.